Ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn đi tô màu của mình. Nếu các bạn xem video của mình mà thấy hay và thấy ấy thì hãy cho mình một lượt like và một lượt subscribe để mình có động lực ra video thêm để mình có thể tô sao cho đẹp nhất các bạn nha. Mình chào tất cả các bạn. Các bạn đã trong video là mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu nha. Bây giờ mình sẽ tô cho các bạn xem này. Đến đây là một video mình sẽ kết thúc. Cảm ơn các bạn đã có xem video nha. Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn đi tô màu của mình. Nếu các bạn xem video của mình mà thấy hay và thấy ấy thì hãy cho mình một lượt like và một lượt subscribe để mình có động lực
ra video thêm để mình có thể tô sao cho đẹp nhất các bạn nha. Mình chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tô màu cho các bạn xem nha. Bây giờ bắt đầu tô này, bây giờ mình sẽ tô màu tím trước. Đây là màu xanh nha các bạn ạ. Như vậy là mình đã sắp tô son các bạn rồi.